Sáng ngày 24 tháng 5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019, sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các tập thể cá nhân điển hình trong thực hiện chỉ thị 05. Thực hiện di chúc của Người, 50 năm qua, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt coi trọng, cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa Hà Nam từ một tỉnh thuần nông dần trở thành tỉnh phát triển năng động theo hướng công nghiệp dịch vụ. Đảng bộ tỉnh luôn đạt trong sạch vững mạnh, kinh tế phát triển nhanh, bình quân đạt trên 11%. Năm 2018, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt gần 7.900 tỷ đồng, gấp trên 100 lần so với năm 1997. GDP bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống văn hóa xã hội nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị trong tỉnh đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người với thực hiện các nghị quyết về xây dựng đảng, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương cơ quan đơn vị. Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra cho cả nhiệm kỳ và ba khâu đột phá là đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Các cấp ngành cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên đã chọn nội dung đăng ký thực hiện việc làm theo Bác theo chuyên đề hàng năm, đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng nhiệm vụ cụ thể. Kết quả thực hiện chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Qua đó xuất hiện nhiều nhân tố mới cách làm hay, sáng tạo hiệu quả, tấm gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực. Tính đến tháng 5 năm 2019, toàn tỉnh đã có hơn 200 mô hình học tập và làm theo Bác, phát huy hiệu quả tích cực được duy trì. 3 năm qua đã có 880 tập thể cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được của cấp ủy chính quyền, các tập thể cá nhân trong thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy tổ chức đảng cần tiếp tục chủ động chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả di chúc của Người và chỉ thị 05, gắn việc thực hiện chỉ thị số 05 với việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, các nghị quyết Trung ương 6-7 khóa 12 về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập, về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đẩy mạnh làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể, nhất là trong thực hiện ba khâu đột phá và các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cùng với đó, tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện di chúc và việc học tập làm theo gương Bác với tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng phù hợp, phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động. Tiếp tục đẩy mạnh sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực sự có giá trị, tạo sự lan tỏa, trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội. Mặt khác, đổi mới tác phong, phương pháp, phong cách làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến người dân doanh nghiệp, tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém trong quản lý điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng mô hình cụ thể phổ biến, nhân rộng những mô hình hiệu quả cách làm hay thiết thực, thực hiện tốt chuyên đề 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân và các phong trào thi đua yêu nước. Mặt khác, làm tốt công tác kiểm tra giám sát, định kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ thị 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá phân loại tập thể cá nhân hàng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch đào tạo bố trí sử dụng cán bộ.
Tại hội nghị có 50 tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 được tỉnh ủy tặng bằng khen. Các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã chọn những nội dung đăng ký và thực hiện làm theo Bác theo chuyên đề hàng năm, đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện ở các cấp được tăng cường. Thông qua việc tổ chức quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư tưởng và hành động. Nhiều cán bộ đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu, đi đầu trong công việc thực hiện, nói đi đôi với làm. Việc thực hiện di chúc của Bác, thực hiện chỉ thị số 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, vân vân. Qua đó đã xuất hiện nhiều nhân tố mới với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chỉ thị số 05. Đặc biệt là chúc mừng các tập thể cá nhân tiêu biểu được biểu dương khen thưởng ngày hôm nay. Thưa các đồng chí, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì chúng ta cũng cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đó là vẫn còn có những cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Do vậy, chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tìm ra những giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thậm chí có nơi còn lúng túng trong triển khai thực hiện, nhất là việc lựa chọn nội dung đột phá, những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để tập trung giải quyết dứt điểm. Vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, việc học và làm theo Bác ở một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên thì còn hình thức, chưa thực sự trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức của Bác. Thưa toàn thể các đồng chí, để việc thực hiện di chúc và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nề nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tôi yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau. Một là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương mà trọng tâm là nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hiệu quả, nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đẩy mạnh làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong việc thực hiện ba khâu đột phá và các chương trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh. Hai là tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện di chúc và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề thực hiện di chúc và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để việc học tập và làm theo Bác trở thành nền tảng có tinh thần trong xã hội. Ba là đổi mới phương pháp tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là những người đứng đầu, gương mẫu, tự giác tu dưỡng rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ dám làm, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tập trung thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức viên chức trong việc giải quyết các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp, để tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém trong quản lý điều hành để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân. 4. Mỗi địa phương cơ quan cần xây dựng và phổ biến nhân rộng những mô hình cụ thể có hiệu quả, những cách làm hay thiết thực, thực hiện tốt chuyên đề năm 2019, đó là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân. Các phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các hoạt động lễ hội, rồi phân công cán bộ đảng viên phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, thực hiện tốt văn hóa công sở, chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ,
quan tâm nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trong tỉnh. 5 là thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức chiếu lệ, định kỳ sơ kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện chỉ thị số 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lấy kết quả về việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá phân loại tập thể cá nhân hàng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ. Thưa các đồng chí, phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, tôi tin tưởng rằng các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ năm 2015-2020. Nhân dịp này, thay mặt cho ban chấp hành đảng bộ tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của ban tuyên giáo trung ương. Rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí. Xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Và hội nghị của chúng ta kết thúc tại đây.